Rumba Cornio. Các bạn đứng trọng tâm trên chân trái, hơi chất sang phải một chút. Chúng ta sẽ đi rung lên ngược. 2, 3, 4, đầu chân hoàng tại chỗ. 2, 3, 4, hip twist. 2, 3, 4 và Kukaracha. And 2, 3 swivel. And 2, 3 swivel. Sau đó các bạn sẽ đi pivot phải, còn 3 phần lưng vòng. 2, 3, 4 ngửa vòng, chụm đầu chân. And 2, 3 ngửa vòng. Tiếp tục bao bước Rumba Box. 2, 3 ngửa vòng. Sau đó các bạn sẽ quay Shane 2 vòng. Lưu ý giữ đầu hướng thẳng và tay hướng khép vào người. And 2, 3, 4. Sau đó các bạn sẽ lật thân phải và chân phải sẽ quét dưới đất. 2, 3 ngửa vòng. 4, 1 Rotate. 2, 3, 4, 1 Cơ bản. And 2, 3, 4 chúng ta sẽ vào bước nature top. And 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Sau đó các bạn tiếp tục lật thân phải. Lần này chúng ta sẽ nhấc cao chân một chút. 2, 3, 4 Như vậy chúng ta trở về hướng ban đầu, chúng ta sẽ lặp lại bước tại chỗ. 2, 3, 4 Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning reel. Like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find.